thời tiết âm u quá, chuẩn bị vào mùa thu rồi. Đây bầu trời đen này, giống như muốn mưa. Giờ đi vào trong công viên đi dạo một mình, quay cho mọi người xem cái khu này đã quay khi khi mùa thu một lần rồi. Giờ đi vào đi quay tiếp, có cái cây cầu này. Giờ đi đi cây cầu, cây cầu huyền thoại, gọi là cây cầu huyền thoại. Dưới này là rừng lá không, rừng lá xanh, rừng xá xanh xanh lối mòn. Đó, đi qua cái cầu, cầu này cũng không có thua gì cầu ở bên Vancouver, Capilano, Capilano Park. Đó, đi nó dập dần dập dần. Còn phía bên đây là dòng sông, dòng sông Saskatchewan. Ở dưới đó nữa là có cái đường đi bộ đi xuống. Giờ đi, giờ đi quay vừa đi dạo. Đây này, quay bầu trời cho quý vị xem, bầu trời âm u lắm. Nhiệt độ từ từ xuống là chuẩn bị tới mùa thu, lá vàng. Đây, quang cảnh ở dưới. Dưới này. Đó. Ở bên đây nữa, quang cảnh dưới. Dưới này có cái cầu gỗ. Có cái cầu gỗ. Đó. Xanh, bầu trời xanh, đi tiếp. Rảnh rảnh đi vô trong này đi tập thể thao, đi exercise luôn. Đó, nghe tiếng mấy đứa bé đang đi xuống buồn đó. Hôm nay hoang vắng, chẳng có ai đi nhiều. Đầu tuần. Đây có cái cầu thang cũ. Cầu thang này người ta xây lâu năm này, lâu lắm rồi. Giờ không còn ai đi cái cầu thang này nữa, nó bị đóng rồi. Đi lên đây. Đấy, đây cái cầu vừa mới đi ra, đi qua bên này. Lên tới trên đây thì có hai nên lối đi, một là hướng bên này đi ra đường đó, hai là hướng bên này đi exercise. Đấy. Đây có một cái deck để mà ngắm dòng sông, cái chỗ này cho mấy trẻ em người lớn tập thể dục luôn. Này không có ai quay, chứ có ai quay mình vô đây mình thử đu xem được không. Đây bằng nhôm bằng gang đu. Chỗ này thì cao hơn được một chút, này nó bị đứt rồi, đứt hai cái, còn hai cái này là sao mà nó đứng vô nhau đó, là chỗ này hít đất rồi. Chẳng đến đây không cho trẻ em. Rồi, ra chỗ này là chỗ ngắm dòng sông. Ngắm dòng sông đây. Dòng sông Saskatchewan. Đó, dưới đây là chỗ bãi tàu. Bãi tàu thuyền ở dòng sông. Hôm nay là không có gió luôn mọi người, không có gió luôn. Đằng kia là cây cầu. Đó, dưới là chiếc thuyền đó. Thuyền người ta đang đó.
có mấy người đang ở trên đó tắm. Đây, thuyền đi câu cá người ta đậu đây. Bên kia là dòng sông. Thời tiết bữa nay âm u. Cảnh đẹp không quý vị? Có mấy tàu bè dưới đó nữa. Rồi, quay vào đi tiếp. Tiếp giới thiệu cho quý vị xem. Trong này có cái cầu thang đi xuống dưới. Mà đi một mình cũng thấy sợ sợ. Gấu. Chẳng may có gấu ra thì chạy không kịp. Trong này là canh rừng. Rừng. Đi xuống hướng bên này. Này coi. Quý vị thấy rừng. Rừng cây cối không. Này mà có động vật hoang dã ra thì chạy không kịp. Này, người ta làm cái đu nữa nhưng mà chưa làm xong cái gì đó. Sử dụng nữa. Mình đi ra đằng đó là đi ra chơi khu vui chơi của trẻ em. Nó có trượt. Có mấy đứa bé nó trượt. Giờ mình đi xuống đây là đi cái stairway. Thử đi xuống đi vào trong rừng rộng. Đi vào cái stairway. Vào trong rừng rộng. Mấy ngày hôm trước có mưa cho nó mà đường chưa một chút. Đi vào rừng. Rừng rộng. Vào rừng rộng. Mình sẽ xuống chỗ đây là tới cái bãi. Bãi đậu xe gần như là thuyền bè ta đậu nữa. Đó, cánh rừng. Mình đi xuống. Đó, cái bậc thang này gì cũng cũ. Đi xuống dưới và xem thế nào. Chốc đi lên. Đi lên. Này nằm trong khu công viên. Công viên thuộc Nipawin. Hoang vắng, yên tĩnh. Không có nhiều người lắm. Trước này không có nhiều người lắm. Đó, chuẩn bị xuống cái khu mà cho mướn thuyền như này. Đó. Xuống nữa nè. Xuống tới chỗ này nè. Xuống
xuống tới luôn. Nhiều nhiều xuống tới này luôn. Nhìn nó cũng cũ kỹ rồi, bên phà lắm nha. Tới đây luôn. Xuống tới đây luôn. Đẹp không? Nhà tới cái chỗ bến phà, bến phà. Hello. Đi ra tới bên phà thuyền xe cộ người ta đậu. Xuống coi, xuống cái phà này coi, xuống cái bên phà này. Chụp hình. Hôm nay trời u ám cho người ta không có đi câu hay gì, thấy thuyền bè đậu đây quá trời. Đây quay toàn cảnh. Đây, những chiếc thuyền này người ta cho thuê. Cho thuê ai mà muốn thuê thuyền đi thì thuê dòng sông. Sông Saskatchewan. Cái thuyền này người ta đậu ở đây này, không biết có cho thuê không, không biết. Đằng kia có mấy chiếc thuyền ta. Cái thuyền to đằng đó là cho mướn luôn nha. Ai mà mướn cái chiếc thuyền đó cuối tuần là cũng phải ngàn mấy, hai ngàn đô. Chạy dần sông. Thôi tới đây. Ôi dưới này là có mấy con gì đây, mấy con loằng quăng hay con gì đây. Nhiều không biết là mấy con gì. Thôi quay giới thiệu một chặng đường vô công viên leo cầu thang. Thôi bây giờ lên chỗ này đi ăn kem đây. Lên chỗ này đi ăn kem. Quán này đi ăn kem.